thiết bị điều khiển, hai thiết bị quạt và đèn led. Này tôi tiếp tục mở cái thiết bị điều khiển quạt và đèn led của shop hội điện nước. Vâng đây, để xem. Thiết bị resonator này, quạt không à, thiết bị bằng tiếng Anh này thì đấu nối là gì, kiện trước là đầy đủ và mỗi cách hoạt động như nào và đấu nối mới biết được. Chưa hiểu được cách hoạt động của nó như thế nào đây.